Xin chào các bạn, có thể thấy rằng trong 6 tháng vừa qua thì smartphone với phiên bản màu xanh đang là những màu sắc mà gây được ấn tượng nhất đối với người dùng. Và ngày hôm nay thì trên tay mình với chiếc điện thoại Acer MagPlus M1 cũng về một phiên bản màu mới là màu xanh bạc. Hiện tại thì mình đã tham khảo giá của em này, nếu mà mua tại Sephora cộng với cả phiếu mua hàng giảm giá thì chỉ còn dưới 5 triệu thôi. Chúng ta hãy cùng thử xem là em này có gì hấp dẫn và đặc biệt cái màu xanh bạc này nó có gì lạ mắt nhá. Sau hàng vạn năm cố gắng thì bọn mình sắp được 1 triệu sub rồi. Anh em nhớ subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhá. Được 1 triệu sub thì sẽ có quà đấy. Đầu tiên thì chắc chắn mình sẽ nói về màu sắc rồi, bởi vì cảm nhận khi mà mình cầm trên tay chiếc máy này ấy, cảm giác là nhìn vào nó rất là dịu mắt và rất là thoải mái với phiên bản màu xanh bạc như thế này. Với em MagPlus M1, màu xanh bạc này nó vẫn mang đến cho mình một cảm giác là kiểu rất là sang trọng này, và màu sắc trung tính thì cực kỳ dễ phối đồ cũng như là không sợ là quá nổi bật hoặc là lạc tông màu so với quần áo mình mặc. Và mình đã đọc qua một bài báo ở đâu để nói về ý nghĩa của màu sắc trong thiết kế, thì em MagPlus M1 này là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh dương nhẹ và màu bạc. Màu xanh dương nhẹ là thể hiện sự tự tin, sự thông minh, nó cũng thể hiện kiểu màu sắc của bầu trời ấy, nhìn rất là dịu mắt và thoải mái, khiến cho người dùng có một sự thoải mái và tập trung nhất định vào sản phẩm này. Trong khi đó thì màu bạc lại thể hiện sự tiến bộ của công nghệ. Vậy thì kết hợp hai màu này, mình có thể hiểu ý nghĩa sâu xa của chiếc MagPlus M1 màu xanh bạc này mà hãng muốn gửi đến cho chúng ta, đó chính là một sản phẩm mà hội tụ những cái đặc tính của một smartphone theo xu hướng hiện tại, với cả camera kép này, rồi là màn hình full view, vân vân vân. Và hiện tại nói về smartphone mà có màu sắc tông như kiểu xanh bạc như thế này thì mình mới tìm thấy một đối thủ cạnh tranh, đó chính là Oppo F7. Và trong một bài phỏng vấn về màu sắc yêu thích của smartphone hiện nay thì mình thấy Oppo F7 màu bạc này đang được đánh giá khá cao và khá nhiều người dùng chọn. Nên mình nghĩ rằng với em MagPlus M1, phiên bản xanh bạc này nó cũng sẽ gây được một ấn tượng và sự thoải mái đối với người dùng nhất định. Căn bản đối với mình chẳng hạn thì mình càng nhìn màu này mình sẽ càng thấy cuốn và nó sẽ càng lạ mắt. Và khi mà đặt cạnh hai sản phẩm này cạnh nhau thì chúng ta sẽ thấy là em MagPlus M1 này nó sẽ thiên về ánh bạc hơn là về xanh, nhưng mà nó sẽ vẫn tạo một cái cảm giác như là trông nó vẫn sang và bắt mắt. Trong khi đó thì một ưu điểm mà mình nhận thấy ở sản phẩm MagPlus M1 là thiết kế của nó lại bằng kim loại, nên là nó sẽ tránh được bám mồ hôi và vân tay, cũng như là tạo cảm giác chắc chắn hơn, không kiểu bị dễ rơi vỡ như là mặt kính. Đấy là về màu sắc, còn chúng ta sẽ vẫn phải điểm qua một vài những cái ưu điểm khác mình sẽ liệt kê ngay sau đây. Thứ nhất thì em MagPlus M1 này sở hữu mới một màn hình là chạy theo xu hướng, tỷ lệ hiển thị lớn, màn hình kích thước là 5,7 inch nhưng mà lại với cái tỷ lệ là 18:9, nên là vẫn cho các bạn một cái kích thước máy cầm trong tay rất là nhỏ gọn và thoải mái. Ngoài ra thì một điểm nữa mà không thể bỏ qua ở sản phẩm này, đó chính là về viên pin. Với một viên pin dung lượng cực kỳ khủng 4130 mAh thì MagPlus M1 sẽ là một sản phẩm mà khó mà có đối thủ nào cạnh tranh trong tầm giá này, và sẽ cho các bạn một thời lượng sử dụng dài hơi. Và cuối cùng, ưu điểm mà mình nghĩ là sản phẩm này tập trung vào camera, vì nó sở hữu camera kép với một camera độ phân giải là 16 MP và một camera độ phân giải là 8 MP, có hỗ trợ chụp ảnh ở góc rộng cũng như là chụp xóa phông này. Camera selfie thì có hỗ trợ chụp ảnh xóa phông với độ phân giải là 8 MP. Hết rồi, còn nếu mà về tính năng bảo mật thì có thể nói rằng hãng cũng đã chạy đua theo cái bổ sung thêm một tính năng là bảo mật mở khóa nhận diện gương mặt bên cạnh với cả cảm biến vân tay một chạm rất là nhạy. Còn về nhược điểm thì khi mà nói về cấu hình, các bạn chắc chắn sẽ nghĩ đây là nhược điểm của sản phẩm này. Rất là tiếc, em MagPlus M1 chỉ được trang bị một con chip là MediaTek MT6750T thôi. Và thực sự thì mình đã trải nghiệm chơi game Liên Quân Mobile cũng như là Rules of Survival trên thiết bị này thì vẫn chơi được. Nhưng mà để mà nói về đạt đến cái mức độ mà chơi game thực sự mà mượt mà ấy, thì nó không thể sánh được với những sản phẩm khác trong cùng phân khúc nhưng mà sở hữu con chip Snapdragon được. Nhưng mà túm cái váy lại là gì? Nói chung là nếu như mà trong tầm giá này anh em mà muốn lựa chọn một sản phẩm mà có camera kép chụp ảnh thời thượng, vừa xóa phông lại còn vừa góc rộng, khá là tham đấy. Sao lại còn có màn hình tỷ lệ hiển thị 18:9 thời trang, cũng như là một viên pin rất là trâu, thì mình nghĩ rằng MagPlus M1 sẽ là một sản phẩm các bạn nên lựa chọn. Còn về cấu hình thì cân nhắc sau nhé. Và đặc biệt là với phiên bản màu xanh bạc như thế này thì nó rất là bắt mắt và không kém người dùng đâu. Anh em nếu mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể tham khảo đường link phía dưới. Ở Sephora đang tặng phiếu mua hàng trị giá 700.000, và nếu mà trừ thì giá của nó rất là ngon đấy. Nhớ like, share và subscribe và vào studio nhé. Bye bye.